Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Chúng ta làm xong rồi thay lên nhau một cách xinh nhé. Chúng bạn là mình đã hoàn thành trong chương trình của các bạn thấy mình tô màu đẹp nhé, cho mình xin được like và đăng ký kênh của mọi người nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đứng lại để quay phim. Nói đi là vừa rồi. Mình định ra mày tô nhưng là bỏ tấm bị phần kia. Thế này cho không khí màu vào. Như vậy là sản phẩm tô màu làm sao các bạn thấy quan nghe là cái đẹp của người ta như vậy, mình cảm thấy rất là nhiều. Rất tinh nghiệm nha. Là 4 bút 50 là đọc được rồi. Đọc xong rồi đến nhỏ thích thì cho ăn. Bây giờ không tô cái đứng đầu về cho cái thân thì lại bỏ ạ. Đừng nhìn vào dạ. Nó thích làm anh Cường có đấy được không? Không, anh chỉ bảo như vậy thôi. Nhanh hơn thôi, chứ dạ thì mình nghe nghe. Chỉ thích cháy anh thôi. Bảo như vậy, nghe thôi. Hình mới dây cũng chả làm gì đâu, nhưng mà mỗi lần mới dây, cả ngày mới dây là công thêm được một hai cái video đó. Con tàu cá với cánh trong sạch biết hát đi, nó không biết hát. Con mẹ muốn ăn con mẹ rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Tiếng dậy hơi thức làm anh Cường có nhỉ? À, mình hốt ở đâu có rồi. Nhìn có được mẹ đéo, anh nhìn là mẹ anh đã đi cổ rồi. Mình chẳng cần làm gì là anh cũng có. Thế thế này, anh nhìn là mẹ anh đi cổ rồi. Em sẽ làm cho một tầng cao nữa. Gọi là gì nhá, cái tinh thành thôi. Mà cũng chả lúc nào cái tinh thành ạ. Mình là cái dưới nó, mà cấp hơn. Lúc đi ngủ nghe đi, đọc môn chửi cầu, đau mà thầy. Không nói thì chửi đi mà. Lúc anh đi hả anh cũng nhận. Em có là thầy ơi, có là thầy ơi. Đòi anh đi. Chào mọi người.
Hãy sủa nhỉ, nghe đi. Vậy là mình đã cho một phong, nếu bạn đến đây hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.